ngày 5 tháng 6, Công an quận 1 đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra vụ bà H, sinh năm 1991, ngụ tỉnh Tây Ninh, tử vong khi đi thẩm mỹ tại điểm thẩm mỹ trên địa bàn. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, bà H cùng con gái từ tỉnh Tây Ninh đến thành phố Hồ Chí Minh để làm phẫu thuật sửa mũi tại cơ sở thẩm mỹ trên đường Pasteur, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, bà H được đưa lên phòng gây mê và phẫu thuật. Đến 14 giờ 15 phút cùng ngày, bà H có dấu hiệu mệt nên được nhân viên cho gặp con gái. Bà H cũng điện thoại về cho gia đình thông báo mình bị mệt sau phẫu thuật. Một lúc sau, bà H được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng con gái bà H không được đi mà ở lại cơ sở. Đến khi con gái vào bệnh viện thăm bà H thì tình trạng bệnh nhân bị chuyển nặng. Bác sĩ báo bà H đã chết não. Tối cùng ngày, gia đình bà H được thông báo bà đã tử vong. Sự việc được báo cho công an. Công an có mặt khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng và đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cơ sở thẩm mỹ nơi bà H sửa mũi được quảng cáo trên mạng với nhiều dịch vụ như nâng mũi, cắt mí, căng da mặt. Sau vụ việc, cơ sở này đã đóng cửa và web của cơ sở này trên mạng cũng đã khóa.